À, thầy Trung chào tất cả mọi người đến kênh của thầy Trung. Hôm nay thầy Trung có cái bài chia sẻ tiếp theo nói về cái trong cái tháng 7 ha. Tháng 7 là tháng Du Lan ha, là báo hiếu. Thì đương nhiên thì chúng ta ai cũng biết tháng 7 là tháng mà tháng cô hồn ha. Thì đa số mọi người tất cả anh em chúng ta ha, cô dì chú bác đều đi chùa. Còn người trẻ người nhỏ thì mình đi báo hiếu cha mẹ ha, thì ít nhất là mình cũng cái chuyện mình đi đi lễ đi chùa làm công đức. Ngoài việc đó thì theo như thầy thì chúng ta cũng nên quan tâm vào cái vấn đề của cha mẹ ha, tại vì báo hiếu thì đương nhiên mình cũng phải báo hiếu cha mẹ mình trước, trước khi là mình đi vào chùa mình đi đâu thì mình lo cái chuyện gọi là cha mẹ mình trước ha, ở trong nhà xong việc nhà rồi mình mới đi ở bên ngoài ha. Thường thường cái gì ở việc nhà nó xong thì mình mới đi cái việc bên ngoài. Thì về cái tích tại sao mà thầy nói cũng nói sơ quá, tại vì sao mà Du Lan là lễ báo hiếu thì chúng ta cũng biết gọi là Mộc Liên Thanh Đề ha. Mộc Liên là con, Thanh Đề là mẹ. Mẹ thì đương nhiên làm nhiều chuyện tội ác tội lỗi ha, phỉ báng Phật giáo rồi làm những chuyện mà gọi là tại trời ha. Khi mà chết xuống thì xuống địa ngục, thì thân thì làm con ha. Khi thấy mẹ mình bị đày xuống dưới địa ngục đau khổ ha, cái này gọi là làm thành con ma đói. Thì đương nhiên là một liên thì vì sao đi xuống để cứu mẹ, trải biết bao nhiêu khổ phải hy sinh là mới gọi là để giải kiếp nạn cho mẹ mình đỡ được phần nào. Thì nó cũng là từ cái tháng 7 đó là gọi là tại sao mà chúng ta là báo hiếu, từ được gọi là câu chuyện Mộc Liên Thanh Đề. Rồi thầy trở lại cái vấn đề mà về cái tháng 7 ha, thì chúng ta tháng 7 thì theo thì ở trên đây ha, thì nhiều người cũng có bình luận chia sẻ thầy ơi tháng 7 thì cũng là rất là khổ. Thì chúng ta thì cái gì cũng nó cũng theo mùa theo tháng. Tháng 7 là cái tháng ăn chay, thì tất cả những người thí dụ chúng ta là buôn bán đồ mặn này nọ thì đương nhiên chúng ta phải ế rồi ha, phải khó khăn. Thì bởi thường thường hay cái mùa ăn theo thở ở theo thời, mình thuận theo thời thì đương nhiên mình mới sống được ha, chứ mình nghịch là mình cũng chết. Ví dụ thầy nói đi, cái tháng này ai cũng ăn chay ăn đi chùa, mình mở ra bán đồ mặn thì đương nhiên nó phải ế rồi. Bán đồ chay thì giờ thầy nói đồ chay nó không ngon thì đương nhiên người ta vẫn ăn đó, thì chúng ta phải biết. Còn những cái nghề làm ví dụ như nghề xây dựng khai trương này nọ thì đương nhiên người ta cũng không có ai mà dám, không ai dám làm trong tháng 7. Tuy là trong cái theo như thầy tháng 7 thì trong một cái tháng thì đương nhiên cái tháng nào cũng có tháng tốt tháng xấu á, chứ không phải là những là cái tháng 7 mà nó xấu hết đâu. Nhưng mà cái tháng 7 để người ta những người thầy hay những người ta cũng nói thôi để qua tháng 7 đi, cái tháng này cua hồn ma quỷ từ địa ngục lên nó quậy nó phá. Ví dụ như chúng ta cất nhà, ví dụ như mọi việc thì nó may mắn không gì. Thí dụ như đầu khi mà chúng ta mà có cái chuyện gì nó xảy ra, thí dụ như tai nạn lao động gì thì đương nhiên chúng ta bị áp lực từ bên ngoài rất là nhiều. Người ta nói tháng 7 là tháng cua hồn, rồi không biết đi chùa không biết báo mẹ mà lo mở xây cất khai trương làm những cưới hỏi làm những việc đại sự thì nó bầm tiếu thôi, chứ thực sự ra cái tháng 7 thì nó cũng có những tháng tốt, nó cũng có những ngày xấu ha, nó là do cái nhân gian mình truyền lại thôi. Thì đương nhiên giống như cái người phương Tây thì ngày Tết thì mình ăn ha, mình nghỉ mình ăn Tết, người phương Tây người ta cũng đi làm bình thường có gì đâu ha. Cái đó là do cái tập tục thôi, nhưng mình sống ở đâu thì mình phải theo đó nó, rồi ăn theo thở ở theo thời, nhập gia tỳ tục là người ta câu nói là vậy đó. Đó mình tới đâu mình phải thuận theo người ta, mình nghịch là không được. Rồi thì chúng trở lại thì trong cái tháng này thì những cái người mà buôn bán làm đồ chay thì trong cái vấn đề này thì người ta ăn chay thì người ta cũng tạo được cái phúc đức duyên lành ha. Thì những người bán đồ chay thì chúng ta cũng phải bán cũng phải vừa thôi ha, chúng ta thấy đừng người ta bán đắt quá thì chúng ta mà lên giá làm gì mình cũng bị tổn phước, tại vì người ta mà ăn mình bán đồ chay mà người ta ăn được đồ chay thì mình cũng được phước, mà trong cái khi mình bán đồ chay thấy người ta ăn nhiều. Dù ngon dở gì người ta cũng ăn, ví dụ thầy nói vô cái tiệm đó đến giờ anh thắng lắm luôn, ai ăn bây giờ ngon dở mình cũng phải ăn, không lấy ăn đồ mặn lấy gì ăn thì cũng ăn. Thì chúng ta phải làm có một cái đạo đức trong nghề nghiệp, và thứ hai nữa thì giá cả thì nó phải hợp lý.
Rồi thì trở lại cái tháng tháng 7 tháng 7 này ha, đó thì đương nhiên là cái vào cái mùa du lan thì theo như thầy mọi việc đó thì chúng ta cũng phải nên hơi gác lại. Có những người cũng khổ ha, cơm áo gạo tiền mà cứ ngồi than làm cái gì, mình không có việc làm thì mình hẹn nhau khác. Những người tháng này cái thất nghiệp, làm xây dựng cũng thất nghiệp, nói chung tất cả những ngày buôn bán đồ mặn cũng thất nghiệp đó, người ta đi hết, người ta không có còn chỗ đó thì chúng ta phải chịu thôi, chứ chúng ta cũng không có thể nào trách được. Chúng ta phải biết lường trước được cái vấn đề này tới cái mùa này thì thôi, một năm nó cũng nhiều mà tới cái tháng thì mình bỏ ra. Tháng thì những cái ngày ví dụ ngày rằm ngày này nọ thì chúng ta hay đi chùa, rồi chúng ta cũng thể là về thăm cha mẹ báo hiếu. Báo hiếu là cái gì, ví dụ như mình có thể là mua quà hay là cái gì đó ha, một cái việc nho nhỏ, hay là mình tổ chức một cái bữa ăn nào nó đơn giản thôi ha, bạn trai đó thì hội họp lại, thì nếu mà ai thì có tiền thì có thể lì xì. Thì lì xì cha mẹ mình thì cha mẹ mình cũng lớn tuổi rồi. Thứ hai nữa là mua những vấn đề về thuốc men, thuốc men bồi bổ như vậy thôi cũng đủ được rồi, tùy theo mỗi người ha. Khi mà khá giả thì ông gì những người mà nghèo á, lo cho con lo chồng lo vợ này nọ nó cũng không đủ, thì chúng ta có thể là về thăm cũng được rồi, chứ không phải là bắt buộc khi mà quà cáp. Khi mỗi người hoàn cảnh á, thầy cũng biết những người mà lúc khi làm ăn được thì không gì, làm ăn không được đó đi về thăm cha mẹ thì không có gì, đương nhiên cũng áy náy đó. Nhưng mà thường cha mẹ thì cũng cũng hiểu hoàn cảnh đó, thì cha mẹ lúc nào cũng thương con đó, thì thôi là chúng ta cũng nên về thăm đại ha, chúng ta đừng có áy náy. Rồi lúc khi mình không đi, thường thường cha mẹ lúc già thì thường thường đó, hay trông con cái đó, trông con cái thì nhiều hơn đó, về già thì thường thường thấy người thầy cũng đã kinh nghiệm rồi đó, nó rất là cô đơn, nó rất là cô đơn đó, là bỏ bê thí dụ như mình không còn ai, không ai con không ai nữa, nó lo cơm áo gạo tiền con đó, nó có một lối sống riêng, cái tự nhiên mình nó cảm thấy lạc lõng bơ vơ đó. Thì đây là cũng có lời khuyên cho những người làm con phải hiếu thảo. Rồi thì chung cũng có cái buổi nói chuyện tới đây ha, thầy các phần sau thầy sẽ nói kỹ lại trong cái bước vào cái vận chính trong năm 2024 của năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn thì nó sẽ rớt vào cái tháng 9 ha. À, tháng 9 là bắt đầu là cái tháng Giáp Thìn mà tới là cái năm Giáp Thìn mà tới tháng 9 là cái tháng gọi là Giáp Tuất. À, nó rất là thầy lần sau là thầy nói cũng cũng rõ ràng. Thôi sẵn đây thầy cũng nói luôn ha. À, sẵn đây thầy cũng nói sơ thôi. Chứ nếu mà cái này nó bình luận thì nó cũng rất là dài, nó là có cái tháng Giáp Tuất. Thì trong Giáp Tuất thì có một tháng nó có tất cả là 7 cái ngày ha. Trong cái tháng 9 10 năm nha, hay 10 năm trời đất mới mở cửa một lần, trời đất giao hòa lại, chúng ta thiên địa nhân nha, cõi trời cõi đất đều gọi là nó đã giáp lại, là đương nhiên nó mở ra, nó thông cửa, giống như người ta nói lắm giờ chúng ta cánh cửa mà mở ra đi từ thế giới này qua thế giới kia đó, 10 năm mới có một lần. Ví dụ thì nói lễ Vu Lan thì đương nhiên nó có nhiều, thì mỗi năm tới cái rằm tháng 7 năm nào nó cũng có, nhưng mà đặc biệt cái này là thì nó cũng nói ở trong nó cái môn gọi là kỳ môn động giáp thái ất thần kinh ha, nó là thầy cũng đã nghiên cứu qua đó ha, thầy lựa cái những cái này thầy lấy ra, thì đương nhiên cái này thầy thấy cũng ít có ai mà biết ha, cũng ít ai chia sẻ, thầy chia sẻ để những cái này mà gọi là trời đất mà nó ân xá chúng ta làm những cái việc gì thì cũng lựa cái ngày này. Thì những cái người này mà hồi xưa những người mà luyện những người chánh thì được, có những người luyện tà đó ha. À, ta khi mà dùng chúng ta nói trong về mà cái thiên văn vậy á, mặt trời trái đất rồi thẳng hàng á, còn thí dụ như là sao mộc sao kim sao thủy sao hỏa nữa nó trùng á, nó gọi là gì cũng tinh mà liên châu ha, nó thẳng hàng hết á, thì đương nhiên người ta có thể là xoay chuyển được trời đất đó, người ta nói đó ha, nó thông thiên rồi đó, ta muốn đi đâu vào cõi nào là trong cái thời khắc đó. Thì chúng ta thường thường là cái một cái năm thì nó có 12 tháng rồi ha, một tháng thì có 30 ngày. À, thì một ngày thì nó có 12 canh giờ. À, nhưng mà thường thường thì một ngày trong cái tháng cái năm 2009 thì nó có 2 canh giờ thôi. Nhưng mà trong một cái tháng đó thì nó được gọi là được 3 ngày ha. Được 3 ngày. Được 3 ngày cái được cái giờ giáp. Thì cái trong trong cái tháng
cái tháng 9 ha, đó, thì cái tháng tháng Giáp Tích, tháng Giáp Tuất, ngày Giáp Thìn, chúng ta biết Tuất Thìn tức là hai cái cực, đó, hai cực của trái đất đó, ha. Nó mà Thìn là thiên la, tức là địa vọng, Thìn là cõi trời, đó, tức là địa ngục, đó là hai cái trục của trái đất, giống như là cực nam cực bắc đó, nó cũng hơi nghiêng nghiêng về đó, là bao nhiêu nhiêu độ đó, là chúng ta nó cũng là theo cái theo khoa học. Đó, thì đương nhiên đó, là Giáp Thìn là cái năm đó là trời là cũng như là nó hết một cái dòng, nó giáp lại cõi thiên la, Giáp Tức là cõi địa ngục, trời đất mà nó thông nhau qua cái cõi gọi là Thìn Tức. Chúng ta những cái tuổi Thìn tuổi Tức là chúng ta biết là tại sao, mà tuổi Thìn thì mênh mông, mà tuổi Tức thì sao đó, thì nó gọi là nó u tối đó, thì đương nhiên những người nó thì phải sanh vào những cái ngày đó, là phải gọi là thật là gọi là sáng suốt thì mới đi nhầm đúng đường ha, cũng là còn người ta cũng lạc vào cái cõi gọi là vô cực đó, gọi là trừ vô cực và dương vô cực đó. Thiên la Thìn là dương vô cực ha. À, còn tức là nó cõi âm ha, à, là trừ vô cực. À, chúng ta học về toán học và chúng ta biết rồi đó ha. Thì qua cái ngày đó là mà cái giờ á, cái giờ của cái tháng tháng 9 ha. Cái tháng 9 thì nó là nó thuộc về tiết khí á, là hàng lộ hạ, tiết hàng lộ, hàng lộ hạ. À, thì nó thuộc về cái Giáp Thìn thì nó thuộc về ngũ hành quả ha. À, giờ thì Giáp Tý thì đương nhiên nó thuộc về à, vậy là kim ha. À, ngũ hành nó là hải trung kim, thì đương nhiên là chúng ta nó cái hành kim đó, mà cái giờ đó kim thì đứa nó sinh sát rất là nhiều ha. Thì chúng ta phần sau thầy nói là chúng ta xin cái gì ha, mỗi người nó cầu nguyện mỗi cái gì, tại vì ân xá chúng ta cầu nguyện chúng ta có thể là thông lên trời mà đi xuống dưới đất, trong cái giờ đó chúng ta làm được. Chúng ta cách chúng ta bày hương án, cách làm sao, thủ tục làm sao, chúng ta làm cái gì để chúng ta cầu sinh, chúng ta được việc trong cái 10 năm có một lần ha. Chúng ta thấy giống như những người mà tù tội ha, thì giống như 30 tháng 4 những ngày lễ lớn thì người ta cũng được ân xá, nhưng mà ân xá của trời là nó rất là quan trọng. Chúng ta nghĩ đi, cứ 10 năm nó có chỉ là làm đầm ngày năm giáp, tháng giáp, ngày giáp, giờ giáp, thì một tháng trong cái ngày giáp thì nó được có cái giờ giáp, nó được có một cái là nó được rớt vào được 3 ngày ha, nó được 3 ngày. Thì trong đây thì một là trong cái tháng 9 đó là ngày ngày Giáp Thìn ha, Giáp Dần ha, và Giáp Tý ha. Giáp Thìn là thì đương nhiên nó thuộc về cõi thiên la, mà Giáp Dần thì đương nhiên là vào cõi người ha. Thì thí dụ thì ta nói tới cái mà ngày mà nó Giáp Giáp Thìn đó, đó thì mình phải làm cái gì trong cái canh giờ đó, là cái trái đất mở cửa đó. Rồi cái ngày mà Giáp Dần, Giáp Dần thì chúng ta về chúng ta dần là hội dần, hội dần là hội người, cái tuổi dần là cái tử nó nằm ở tứ sinh, nó hội người, mà Giáp Dần nó thì thuộc về cái ngũ hành thủy ha. Thì thủy còn bên là kim, thì chúng thầy đã bàn rõ về vấn đề những đó mình làm những cái gì ha. Rồi tới một cái ngày nữa là ngay cái ngày ngày 25 á, ngày 25 âm lịch, tháng 9, tháng 9 thì là cái ngày đó là ngày ngày Giáp Tý. À, ngày Giáp Tý và Giáp Tý luôn, nó cực âm hơn, à, dẫn nó cực âm. À, thì chúng ta phải dùng vào cái giờ mở cửa cực âm đó, trời đất mở cửa là trời ông gọi là ân xá điều gì, thầy sẽ nói rõ phần sau. Thì phần này thầy chỉ nói sơ về để vấn đề chúng ta phải đón xem trong cái tháng tháng 9 âm lịch của năm sau ha, nó cũng rất quan trọng đó. À, 10 năm mà 10 năm gặp một lần là cũng không phải dễ đâu. À, thầy đây cũng đã nhắc lại ha, có những người khi chưa nghe ha, có những người đã nghe rồi mà chưa rõ, có những người cũng hỏi đó thầy ơi ngày nào giờ nào phải hỏi rõ ha, thì cho nó thầy nói lại ha. Thì nó rớt vào cái ngày là mùng 5 nè ha, cái ngày mùng 5 tháng 9 năm lịch nè, đó là cái ngày đầu tiên. Rồi thứ hai nữa là nó rơi vào cái ngày rằm ha, cái ngày rằm của tháng 9 nữa ha, ngày tháng 9 là hội người đó, đó là cái ngày rằm mà chúng ta biết đó, là cái ân xá nó biết ngày rằm là chúng ta biết rồi đó ha. Ngày rằm là cái ngày gọi là đương nhiên là ngày cúng bái, ngày đó gọi là bên gọi là đạo Phật chúng ta biết rồi, mà Giáp Dần là hội người là chúng ta phải làm gì ha, nói gì người. Còn tới cái ngày gọi là 25 ha, ngày 25 nó ngày chủ nhật, ngày Giáp Tý ha, nó giờ Giáp Tý đó. Thì những cái ngày có thí dụ những ngày chúng ta làm việc gì thì họ rõ hơn, là chúng ta thí dụ như nên làm việc gì. Chúng thí dụ như nhà trời đất mở cửa ngày đó mà chúng ta
á, là xin mà cầu xin việc 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 sai thì đương nhiên cũng không được ha. Đúng không? Ví dụ như ngày ăn sáng cái việc gì mà mình bây giờ mình muốn cái chuyện khác thì đương nhiên là mình cầu xin nó sẽ trớt, là không được gọi là được chứng giám. Thì thầy Trung cũng hôm nay có buổi nói tới đây thôi, thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái bài nói lần sau ha. Và phần sau thầy nói về cái vấn đề mà trong cái dẫn chính mà 10 năm nó giáp lại ha, trong nó rớt vào là cái tháng 9, tháng 9 âm lịch, thì chúng ta 3, 6, 9, 12 thì nó thuộc về là tứ quý ha, thổ dưỡng. Nó như tháng 9 thì nó gọi là cuối mùa thu ha, đầu mùa đông. Đó, thì những cái tháng nó như thế nào thì nó rất là hay ha. Nó bắt đầu thầy sẽ nghiên cứu, thầy nói kỹ ra, thầy sẽ viết ra một cái tờ giấy cho những cái người trong cái một tháng đó, nó có 3 ngày, mà trong cái ngày đó thì nó có 2 canh giờ, vậy tổng cộng trong cái tháng 9 10 năm thì nó có được gọi là 6 tiếng đồng hồ thôi, 6 tiếng đồng hồ. À, mà trong 6 tiếng đồng hồ trời đất thì người ta có thể là mỗi việc nó khác nhau ha. Đó. Cái việc thứ nhất đó là cái ngày Giáp Thìn, rồi cái kia là ngày Giáp Dần, Giáp Tý, Giáp 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 Dần, Giáp Tý thì nó đầy đủ ha. Giống như thầy nói là Tý Ngọ Mão Dậu thì cái giờ đó là như thế nào, tới giờ Dần, Dần thì gì, thì là Dần Thân Tị Hợi, nó nằm ở tứ sinh, còn Tý Ngọ Mão Dậu nó là tứ chính, còn Thìn tức Sửu Mùi là tứ mộ. Tứ mộ thì đương nhiên nó sẽ quy về thổ, nó quy về thổ là thổ. Còn là tứ sinh là chúng ta thì chúng ta biết những cái người mà cái nghiệp nặng, hay là những người mà mắc cái như cái những cái nghiệp chướng nặng, thì chúng ta cái cách cầu lễ như thế nào trong cái gọi là cái ngày Giáp Dần đó ha. Giáp Dần tại vì nó hội người, mình sinh ra từ đó. Thì có cái cũng câu chuyện thì có người Bắc thôi ha, chứ ở đây thì người Nam thì không có, người ta nói là cái gì thay đổi vận mạng ha, gọi là di cung quán số gì ha, thay đổi cung mạng đó. Thì có thể là chúng ta cũng có thể là trong những cái ngày đó chúng ta cúng bái, có thể là thì nói giống như là mình có thể đặt tên lại ha, mình sửa đổi gì trong cái những cái ngày mà trời đất mở cửa đó để sửa đổi ha, có nghĩa là mình thì giải quyết được ta ân xá ha. Thì trong đó rất là nhiều, mình những người nghèo khổ và những người làm ăn thì nó không có công đức nhiều, thì chúng ta có sám hối thì chúng ta lựa cái ngày ăn sáng này là cực kỳ là quan trọng. Rồi thì chung hẹn lại cái lần sau ha, thì nó sẽ nói rõ hơn về trong 3 cái canh giờ của cái 3 ngày, 3 canh giờ của cái tháng 9 âm lịch 2024 là Giáp Thìn Giáp Tức ha. Ngày thì đương nhiên thầy nói là nãy là có ngày gọi là ngày Giáp Giáp Tý có, Giáp Dần có, Giáp Giáp Tức có, Giáp Tức thì ngày cái ngày Giáp Tức đó. Đương nhiên là ngày đó là ân xá cho cái người những người mà địa ngục đó ha. Giáp Dần là ân xá cho những cái người mà sống ở ở cõi gọi là ở đôi trần ha, còn Giáp Tý là tứ chính, là để cho những cái người mà những vị thần, những người mà những người mà gọi là có chức vụ địa vị là ở tứ chính đó. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái bài nói lần sau đó. Thì nhớ đón xem ha, và có những người thì trong cái vụ mà thầy cũng có nói một lần về vấn đề mà cái vụ mà trời đất mở cửa, thì hôm nay thầy cũng có nhắc lại ha, như là cái phần sau của clip thầy dành trọn cho nói về vấn đề mà cách cúng bái, mà cái vụ 10 năm này chúng ta làm như thế nào để chúng ta được tốt ha. Cái này là thầy 10 năm trước là thầy đã cũng đã có làm rồi ha, rồi 10 năm trước nữa ha, cũng có đã thử nghiệm rồi, rất là thành công ha. Là mọi việc đều nó vấn đề lợi là nó cứu, nó hóa giải rất là nhiều những ước nguyện của những người mà bao lâu nay ha chưa thực hiện được. Chúng ta còn bứt rứt với những người về cái giấy tờ như là hộ khẩu giấy tờ hồi xưa ha. Còn bây giờ thì là tiếng còn cái những nhiều khác, nói chung là nhiều người nó có nhiều cái mắc lắm, về đời sống thì nó nhiều ha, về mặt tình cảm, về kinh tế, về đủ thứ, về chức vị địa vị nhiều, mà quan hệ xã hội cha mẹ con cái anh em nhiều cái đó, nó còn gọi là mâu thuẫn với nhau, bà con lối xóm nó đủ thứ hết, là bạn bè tri kỷ với nhau nữa, có nhiều cái sự gọi là
không được trọn vẹn, thì trong những cái 10 năm này chúng ta có thể là cầu sinh được. Rồi, thầy Trung xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh thầy Trung, và có thắc mắc gì thì comment ở dưới ha, thầy biết thầy sẽ trả lời tiếp cái phần 2 ở trong cái bài nói lần sau. Rồi, thầy Trung xin chào.